Chị Bo và mọi người ở lại chơi game vui vẻ nha. Em ở với em đây. Mọi người dần dần nghỉ game. Chẳng còn ai chơi game với mình nữa sao? Mình rất nhớ khoảng thời gian đã qua. Hay là mình thử dùng một cái máy quay ngược thời gian mà ba mang về. Biết đâu sẽ tìm lại được vài ký ức thì sao? Hãy cho tôi quay về tháng 8 năm 2021. Wow, đây có phải là mơ không? Quả nhiên thời gian đã quay trở lại rồi. Nắng trong và trời xanh, gió đêm hương thơm lành, xóm đưa từng lời ru. Thuyền xuôi gió dấu phong ba ta vẫn kiên trì, sóng ca đừng ngã tay chèo. Hò dốc kéo lên cả tôm, làng ta vui ca sớm hơn. Hò dốc kéo lên ước mơ, ngoài kia tôm cá đang chờ, kia tôm cá đang chờ. Hò dốc kéo lên cả tôm, làng ta vui ca. Khi ta sống trong khoảnh khắc ấy, sẽ không thấy nó đặc biệt. Nhưng khi đã qua rồi, đó lại là một kỷ niệm đẹp khó phai.